Thì đầu tiên chúng ta sẽ mở trình duyệt lên và chúng ta sẽ gõ đó là gdt.gov.vn, và khi đó chúng ta sẽ vào trang chủ của Tổng cục Thuế. Rồi các bạn dùng con chuột, các bạn kéo con năm xuống dưới, các bạn sẽ thấy ở đây có banner là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế, và các bạn sẽ click vào đây. Thì khi click vào đây thì sẽ xuất hiện cho các bạn ra một trang khác. Thì trang này đây là trang sẽ hướng dẫn hỗ trợ kê khai thuế, thì ở trong trang này sẽ thông báo cho các bạn các cái phiên bản hỗ trợ kê khai thuế, và các bạn có thể vào đây để tải về. Và ngoài ra tải phiên bản đó về thì các bạn có thể tải hướng dẫn sử dụng, tải các cái nội dung sẽ nâng cấp trong phiên bản mới. Thì chúng ta sẽ click vào chữ đây, có chữ tải bộ cài, chúng ta click vào đây. Thì khi click vào đây thì sẽ xuất hiện ra trang media file, thì sẽ lưu trữ ở đây, và khi đó chúng ta sẽ dùng trình duyệt IDM để chúng ta hỗ trợ tải về, thì sẽ xuất hiện hộp thoại đây. Thì các bạn click vào chữ start download để tiến hành bắt đầu tải về. Thì khi tiến hành tải về xong thì ở trong này chúng ta sẽ thấy rằng là tải về xong thì chương trình sẽ được lưu trữ vào ở đây, và đây đính chính là thư mục của tôi click vào chữ thư mục này, rồi tôi click vào chữ mục thư mục download, và đây là thư mục compress sẽ lưu trữ cái chương trình chúng ta tải về. Thì ở trong này các bạn nhìn thấy đây chính là chương trình mới nhất ở đây, đó là 3.2.3.3.0. thì ở đây tôi đã tải được về, kích chuột phải tôi sẽ tiến hành giải nghén và tôi tiến hành cài đặt. Tôi chọn kích chuột phải vào đây, tôi chọn yên check. Rồi sau khi giải lén ra tôi click vào đây để tôi tiến hành cài đặt. Rồi để tiến hành cài đặt thì các bạn nhìn thấy có chữ setup và có biểu tượng như này, thì các bạn sẽ tiến hành cài đặt và các bạn click đúp vào đây thì chúng ta sẽ tiến hành quá trình cài đặt phần mềm. Rồi khi đó xuất hiện một hộp thoại, các bạn chọn yes. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu quá trình cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Quá trình này sẽ mất khoảng 1 đến 2 phút. Rồi sau khi click vào xong thì các bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại này, các bạn chọn tiếp tục. Chọn tiếp tục. Và các bạn chú ý một chút này, trong khi cho tục thì các bạn sẽ thấy đây là chính là cái đường dẫn sẽ lưu trữ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Các bạn chọn tiếp tục rồi chọn cài đặt. Các bạn chờ một chút, trong quá trình sẽ tiến hành cài đặt này thì mất khoảng 1 đến 2 phút. Các bạn chờ một chút và quá trình cài đặt chuẩn bị xong. Rồi, sau khi cài đặt xong thì sẽ xuất hiện hộp thoại và phần mềm chương trình có hỏi là các bạn có muốn khởi động lại máy hay không, hay là các bạn sẽ khởi động lại máy sau. Thì ở đây tôi sẽ chọn chương trình là tôi sẽ khởi động lại máy sau. Các bạn click vào Allow. Rồi các bạn chọn Finish, thế là chúng ta đã hoàn thành quá trình cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế. Và khi cài đặt xong thì các bạn sẽ thấy có xuất hiện biểu tượng hỗ trợ kê khai thuế. Thì đây chính là biểu tượng sau khi các bạn cài đặt. Các bạn click vào biểu tượng và bây giờ các bạn sẽ tiến hành là sử dụng phần mềm, và ở đây các bạn sẽ nhập mã số thuế của công ty các bạn định kê khai thuế, và đây là toàn bộ cái quá trình cài và tải và cài đặt phần mềm hỗ trợ khai thuế.
Xin chúc các bạn thành công.